Ngục gia cuồng long chương 1621 giúp người giáo huấn hắn, người nói cái gì? Tần phong cái này mãn bất tại ý ngữ khí tăng lập lè thứ nhất liền không vui. Đôi mắt đẹp chừng một cái. Trong nháy mắt sát khí hiện lên, tự tìm cái chết. Lần này phong hành đưa tay ngăn trở nàng, chính mình đi về phía trước một bước, lạnh say xưa mà nhìn chằm chằm vào tần phong đạo, cùng ta trở thành đối thủ không tính là gì hậu quả nghiêm trọng nhưng ta có thể nói cho ngươi là nếu là ngươi lần này mượn cơ hội bước vào ta vô tướng tông đại môn như vậy sau đó vô tướng tông nội có ta không có ngươi có ngươi không có ta phong hành ngữ khí bình tĩnh cùng tần phong một dạng hoàn toàn không đem đối phương khiêu khích coi là gì chỉ có điều tần phong không giống với hắn nhận thức chính là hắn căn bản không cảm thấy chính mình là đang gây hấn với thậm chí tại phong hành nói xong lời nói này sau chỉ là đơn giản đáp lại một chữ a à. tăng lập lè mỗi lần vừa nhìn thấy tần phong đều giận đến thẳng cắn răng ngươi đây là thái độ gì còn có khác chuyện sao không có việc gì ta phải đi ăn cơm đi tần phong không thèm để ý tăng lập lòe nhìn xem phong hành đạo gặp tần phong không có những thứ khác phản ứng phong hành theo dõi hắn ánh mắt nhìn nửa ngày tựa hồ muốn từ tần phong trong mắt nhìn ra chút gì không cam lòng sinh khí không phục thế nhưng là cũng không có tần phong giống như hoàn toàn không có đem hắn lời nói mới rồi coi ra gì trong mắt ngoại trừ lạnh lùng không còn khác phong hành khẽ nhíu mày một cái đầu trong lòng có loại không vui cảm xúc sinh sôi đi ra nhưng rất nhanh liền bị hắn áp chế xuống lời ta nói hy vọng ngươi có thể nhớ ở trong lòng để tránh rước họa vào thân sau đó hắn cũng rời ánh mắt nhìn về phía tang lập lòe mặc sư thúc cũng tại bờ biển chờ chúng ta chúng ta trước đi qua hảo thấy gió đi muốn đi tang lập lòe cũng thu hồi của mình kiếm phút cuối cùng hung tợn trừng tần phong một mắt tiểu tử ngươi nhớ kỹ cho ta giữa chúng ta sẽ không cứ tính như vậy nói xong hai người sóng vai ra huyền linh các từ trong tông môn theo bọn hắn tới các đệ tử cũng đều đi theo rời đi khi đi ngang qua tần phong bên người thời điểm người người trong ánh mắt sen lẫn cảnh cáo và khinh thường tần phong chẳng hề để ý bởi vì hắn bây giờ đang gắt gao lôi bên người thiếu nữ chỉ sợ nàng thật sự lao ra người thả ta ra ta hôm nay nhất định định phải thật tốt giáo huấn hắn một chút nhóm tiêu hạ một bộ muốn sắn tay áo làm một vố lớn dáng vẻ. Nhưng mà những người khác không nhìn thấy. Có ý tứ gì, xóa đi công lao của ngươi không nói, bây giờ còn dám đến cảnh cáo ngươi. Làm sao nói ngươi bây giờ cũng là ta người. Bọn hắn làm như vậy không phải đánh mặt ta sao? Ngươi thả ra, ta hôm nay liền đánh bọn hắn răng rơi đầy đất. Chỉ là chút cơ kỳ, lại dám càn rỡ trước mặt ta nhìn ta không? Tần Phong lôi nàng, mặt mũi tràn đầy bất đắc dĩ. Hắn tin tưởng chỉ cần mình buông lỏng tay, hôm nay Phong hành cùng tang lập lè tuyệt đối phải xui xẻo. Nhưng mà cùng lúc đó, thiếu nữ tồn tại chỉ sợ cũng không dối gạt được. Cho dù như tiêu hạ chính mình nói, chỉ cần nàng không muốn, những người khác mơ tưởng nhìn thấy nàng. Nhưng hai tên phong linh sơn đại đệ tử không hiểu thấu bị người hành hung một trận, chuyện này Tông Môn chắc chắn là muốn tra tới cùng. Đến lúc đó khó tránh khỏi phiền phức. Hắn có chút nhức đầu nói. Tốt, cô nãi nãi của ta, người cũng không nhìn một chút bây giờ là trường hợp nào, ta có thể hay không trước tiên đừng làm rộn. Cái gì nào? Ta bây giờ nhìn lại giống như là đang nháo sao? tiêu hạ trợn to mắt nhìn hắn đen như mực trong con ngươi không nhìn thấy nửa điểm tạp chất lại thiêu đốt lên hừng hực lửa giận nàng thậm chí nhón chân lên chọc chọc tần phong đầu ngươi a à, ngươi a à, ngươi như thế nào không có tiền đồ như vậy nhân ra cướp đi công lao của ngươi quay đầu còn chạy đến trước mặt ngươi tới diễu võ dương oai ngươi làm sao lại như thế có thể nhịn đâu tần phong bất đắc dĩ bắt được tay của nàng ta không phải là có thể nhịn mà là không cần thiết tối thiểu nhất bây giờ còn chưa có cần thiết. Hắn trong khái niệm có thể động thủ tận lực đừng lải nhải. Vừa rồi tăng lập lè sát khí xuất hiện trong nháy mắt. Tần phong ánh mắt liền đã lạnh xuống. Chỉ cần tăng lập lè dám động thủ, hôm nay hắn chỉ sợ phải tiếp tục phá vỡ đám này tu sĩ đúng phàm cốt hai chữ nhận thức nhưng tại đối phương chân chính ra tay phía trước tần phong không có cần thiết này động mồm mép công phu ta mặc kệ ngược lại ta chính là nuốt không trôi khẩu khí này tiêu hạ ôm cánh tay rõ ràng bị chọc tức ta đều không có sinh khí người khí cái gì nhìn thiếu nữ phồng đến giống như là cá nóc gương mặt tần phong vui vẻ như vậy đi ngươi nếu là thật nuốt không trôi khẩu khí này ta chờ một lúc ra đường cho ngươi thêm mua chút bánh ngọt Bánh quế, vừa nghe đến bánh quế, ba chữ tiêu mùa hè gương mặt dần dần sẹp xuống, ẩn ẩn có động tác nuốt xuất hiện. Nhìn nàng dạng này, Tần Phong liền biết nàng đây là động lòng. Kỳ thực nhân gian ăn ngon còn rất nhiều, người thích ăn ngọt ngoại trừ bánh ngọt. Còn có một loại gọi băng đường hồ lô đồ vật cũng là ngọt. Cũng không biết, người có muốn hay không ăn? Tần Phong xem xét tiêu mùa hè biểu lộ, liền biết làm như thế nào nắm nàng. Quả nhiên, tại Tần Phong tiếng nói sau khi rơi xuống đất tiêu hạ cơ hồ từ tại chỗ nhảy dựng lên, muốn ăn. Ngọt ta nghĩ a à. Tần Phong thấy thế cười. Mặc dù tiêu hạ nhìn có 17, 18 tuổi. Tuổi thật đoán chừng không có hơn vạn cũng có mấy ngàn tuổi, nhưng kỳ thật tâm tính của nàng muốn so thông thường hai tử còn muốn thuần lương một vị rất dễ dụ thần bọc hảo ta chờ một lúc ra đường mua cho ngươi mà hai người lúc nói chuyện không có chiếu cố được bên cạnh còn có người ở những người khác trong mắt tần phong một mực tại hướng về phía không khí lẩm bẩm hơn nữa biểu lộ còn mười phần phong phú đem trong đại đường tụ tập người đều thấy choáng một đám người hai mặt nhìn nhau trong ánh mắt đều tại giao lưu một cái tin tức tên phàm nhân này giận điên lên nhưng tần phong cũng không có quản bọn họ trực tiếp mang theo tiêu hạ đi ra ngoài hôm nay lâm tuyền sinh không gặp người tần phong liền không mang theo hắn lúc hắn bên này đi ra ngoài đi lang thang phong hành đã mang người đến minh biển cả bên cạnh bước vào kết giới trong nháy mắt phong hành chính mình cũng sửng sốt một chút hắn cũng không phải là rất lâu không tới minh biển cả trên thực tế hắn hàng năm đều sẽ tới một chuyến phía trước còn có thể đón lấy nhiệm vụ bài tới tại mấy lần sau khi thất bại hắn tới minh biển cả đều không nhận nhiệm vụ chỉ là đơn thuần mà tới dò xét cuối cùng đều không thu hoạch được gì tần phong đi chỗ kia đáy biển vòng xoáy hắn cũng đi qua thậm chí còn thử nghiệm từng tiến vào vòng xoáy thế nhưng là không đợi tiến vào vòng xoáy hắn liền vì gạt mở tranh nhau nhảy vào trong vòng xoáy yêu thú mà đại chiến một trận mỗi lần cũng là vết thương trồng chất rất nhiều đáy biển yêu thú thực lực có thể không có mạnh mẽ như vậy nhưng khi vòng xoáy xuất hiện những thứ này yêu thú đều biết trở nên vô cùng cuồng nhiệt vô luận người nào ngăn cản bọn chúng nhảy vào vòng xoáy đều biết liều lĩnh sông lên cắn xé hơn nữa yêu thú số lượng cực lớn. Không phải một mình hắn có thể chống lại. Phía trước hắn thấy minh biển cả chính như tần phong lần đầu tiên tới thời điểm một dạng thiên địa một màu, một mảnh đen như mực. Trong biển dũng động tuyệt vọng, mà giờ khắc này, khi ánh mặt trời sáng rỡ rơi xuống trên trên mí mắt của hắn, hết thảy đều hư ảo phải không muốn chân thực. Chương 1622 cũng là vận khí thôi, cái này, đây là minh biển cả. Tàng Lập Lòe thứ nhất nói một câu xúc động, cơ hồ nói ra phong hành tiếng lòng. "Đúng vậy a, à, đây là minh biển cả sao?" Ngắn ngủi thời gian một ngày một đêm, minh biển cả đã cùng phía trước rất khác nhau. Dương quang từ trên xuống dưới xua tan tuyệt vọng cùng hắc ám, màu lam nhạt nước biển vuốt bờ biển phơi bầy ở ngoài màu trắng đá ngầm bị dội rửa đến bóng loáng mượt mà không chỉ từ chỗ nào bay tới chim biển tại trên đá ngầm tụ tập có số ít yêu thú dưới đáy biển tiềm hành thế nhưng là cũng không gặp lại lúc trước cái loại này táo bạo bất an ngược lại bởi vì những yêu thú này tồn tại toàn bộ minh biển cả lộ ra an lành an bình phong hành thấy cảnh này thời điểm mí mắt run lên thậm chí đều có chút không dám tin tưởng con mắt của mình tăng lập lè so với hắn còn muốn khoa trương, tươi cười dạng dỡ bắt được cánh tay của hắn. Sư huynh ngươi nhìn, minh biển cả thật sự khôi phục hình dáng cũ. Dư thừa linh khí cơ hồ rót đầy toàn bộ minh biển cả, mặc dù so lúc trước muốn càng thêm bạc nhược. Nhưng tốt xấu về tới trước kia cái kia phúc địa động thiên. Linh khí nơi này vừa khôi phục tất cả tiên môn đệ tử lại thêm một cái có thể tu luyện địa phương lịch luyện thật sự là quá tốt. Tàng lập lè tính cách mặc dù điêu ngoa, nhưng mà lúc cười lên một đôi răng nanh lại phá lệ khả ái, không nghĩ tới tông môn thế mà thật sự khôi phục minh biển cả linh khí. Vừa biết tin tức này thời điểm ta còn tưởng rằng là gạt chúng ta đâu. Sư phụ bọn hắn cũng thật là chuyện lớn như vậy thế mà đối với chúng ta giấu giếm sâu như vậy. Chẳng lẽ sợ chúng ta những đệ tử này đi đoạt công lao của bọn hắn hay sao? Nhìn một chút, chúng ta ngược lại là không có đoạt công lao, ngược lại bị một phàm nhân mua thấp bán cao. Thực sự là tức chết ta rồi. Tăng lập lè nói, không khỏi lại nghĩ tới tần phong, một tấm gương mặt xinh đẹp tức giận đỏ bừng. Phong hành quét nàng một mát. Cũng nghĩ đến tần phong cái kia trương lãnh đạm khuôn mặt lập tức con mắt âm thầm. Trong óc của hắn bỗng nhiên thoáng qua một cái ý niệm tần phong thật chỉ là nhặt nhạnh chỗ tốt mà thôi sao. Bất quả ý nghĩ này rất nhanh liền bị hắn bỏ đi, lóe lên một cái rồi biến mất. Không phải nhặt nhạnh chỗ tốt thì là cái gì chứ? Một phàm nhân, nếu không phải là nhặt nhạnh chỗ tốt mà nói. Từ minh biển cả sống sót ra ngoài cũng khó khăn, chớ đừng nhắc tới mở ra phong ấn. Phong hành chính mình cũng cảm thấy ý nghĩ này của mình quá bất hợp lý. Tốt, ngay tại lúc này cũng đừng sách chuyện không vui. Phong hành bình tĩnh thu hồi suy nghĩ, mang theo tăng lập lè bọn người hướng về mặc hư tử bọn hắn vị trí mà đi. Sư thúc, mặc hư tử bọn hắn đang đứng tại một khối trên đá ngầm, thảo luận minh biển cả tiếp xuống an bài. Phong hành đi qua trước tiên hướng hắn hành lễ. Tiếp đó lại lễ phép hướng về phía đứng ở bên cạnh hai vị đại đệ tử ôm lấy tay, cô tô sư huynh, vẽ linh sư tỷ. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì cô tô lễ cùng vẽ linh xem như vô tướng tông chú đóng ở minh thương thành tối cường hai cái sức chiến đấu có liên quan minh biển cả đại sự tự nhiên có hai người bọn họ một phần nhìn thấy phong hành tới cô tô lễ vẫn là bộ kia chiêu bài ôn hòa nụ cười phong hành a à. người cũng tới nữa ngay cả vẽ linh cái kia trương trên gương mặt nghiêm túc cẩn trọng cũng khó phải lộ ra nụ cười gật đầu một cái xem như đáp lại ân đối với phong hành cái này đôi đạo lữ rõ ràng cũng là coi trọng. Mặc dù phong hành tính cách tương đối cứng nhắc nhưng nếu luận mỗi về tu đạo thiên phú tới nói, tuyệt đối là một khỏa hạt giống tốt. Hơn nữa đồng dạng là tu hành cuồng ma, vẽ linh đối với phong hành cái này đồng loại vẫn là nhiều hơn mấy phần xem trọng. Sau lưng tang lập lè mấy người cũng đi theo hành lễ nhưng bọn hắn thân phận địa vị còn chưa đủ tiến lên liền tăng lập lòe lúc này đều thành thành thật thật đứng tại phong hành sau lưng phong hành a à, ngươi tới được vừa vặn mặc hư tử vừa quay đầu lại liền thấy chính mình người sư điệt này vốn là chất đầy nụ cười trên mặt càng là mừng rỡ vừa rồi ta còn cùng ngươi cô tô sư huynh bọn hắn nói đến ngươi đây ta liền nói ngươi tiểu tử một biết minh biển cả tin tức nhất định sẽ nhịn không được chạy tới nhìn một chút để cho ta nói chuẩn a à. thế nhưng là phong hành bây giờ căn bản không để ý tới cái khác mở miệng liền nói sư thúc ngài còn không có nói cho ta biết minh biển cả đáy biển kết giới là chuyện gì xảy ra vì cái gì ta phía trước chưa từng nghe tông môn nhắc qua theo lý thuyết bọn hắn những đệ tử này đi ra thi hành nhiệm vụ tông môn nên cho cùng trợ giúp lớn nhất mới là đặc biệt là phong hành hắn bây giờ thế nhưng là phong linh sơn đại bảo bối một lần nào đi ra thi hành nhiệm vụ dù là tông môn không cho bên trong sơn môn đều biết cho hắn cung cấp đủ nhất mặt tin tức cùng hoàn thiện nhất bảo đảm thế nhưng là có liên quan minh biển cả chuyện như vậy phía trước mỗi một lần phong hành đi ra lúc thi hành nhiệm vụ đều không người đã nói với hắn có liên quan đáy biển kết giới tin tức thậm chí lần này minh biển cả linh khí khôi phục phía trước hắn liền một điểm phong thanh đều không đã nghe qua nghe được phong hành vấn đề cô tô lễ trên mặt thoáng qua vẻ kinh dị vô ý thức nhìn về phía vẽ linh còn tốt, vẽ linh đã khôi phục dĩ vãng mặt không thay đổi bộ dáng, tựa hồ đối với phong hành chủ đề cũng không quan tâm, tự mình quay đầu đi nhìn hải. Mặc hư tử sờ lấy dâu ria, ngược lại là thần sắc như thường, tiểu tử ngươi, lâu như vậy không thấy ta, cũng không biết cùng ta hàn huyên một chút. Thôi, biết ngươi chính là đức hạnh này. Lời tuy như thế, nhưng mà mặc hư tử trên mặt không lộ ra nửa điểm hờn giận, ngược lại hết sức vui mừng kỳ thực đâu không phải tông môn không muốn nói cho các ngươi biết chỉ là đáy biển kết giới vị trí là đáy biển vòng xoáy trung tâm cái chỗ kia đối với các ngươi phổ thông đệ tử tới nói quá nguy hiểm cho nên mới không có cáo chi các ngươi tránh cho các ngươi đặt mình vào nguy hiểm những giải thích này là trên tông môn tầng cũng sớm đã thương lượng xong đối ngoại cũng giống như nhau thuyết pháp về phần tại sao không có cáo chi tông môn khác, vậy dĩ nhiên có ngoài ra thuyết pháp. Hơn nữa những tiên môn khác thượng tầng cho dù biết cũng sẽ không vạch trần chính là phong hành rõ ràng không thể tiếp nhận thuyết pháp này, thế nhưng là sư thúc Tất nhiên cái chỗ kia đối với chúng ta mà nói đều tính toán địa phương nguy hiểm, cái kia tần phong là thế nào đi vào? Cái kia một chỗ đáy biển vòng xoáy hắn tự mình đi qua. Trong đó hung hiểm hắn lòng dạ biết rõ, dù là đáy biển kết giới đã giãn ra, còn kém một kích cuối cùng, cái kia Tần Phong thân là phàm nhân, là thế nào xuyên qua yêu thú triều tiến vào đáy biển. Muốn nói vô tướng tông các trưởng lão có thể làm được hắn tin, nhưng nếu như là Tần Phong, hắn không tin. Mạc Hư Tử quay đầu, thật sâu nhìn hắn một cái, "Phong hành a. À. Người tựa hồ đối với cái kia phàm nhân thành kiến rất lớn." phong hành mặt không chút thay đổi nói bẩm sư thúc ta đối với hắn không có bất kỳ cái gì thành kiến hắn còn chưa đủ tư cách phong hành từ trước đến nay sẽ không nói dối hắn mặt không biểu tình lời nói ra chính là bản thân hắn suy nghĩ trong lòng đối với hắn mà nói dễ dàng đem một phàm nhân xem như đối thủ của mình có phần quá chọc người chê cười hắn không sợ bị người chê cười nhưng hắn sẽ không như thế vũ nhục chính mình Mặc hư tử sừng sốt một chút. Chỉ vào hắn lắc đầu tiểu tử ngươi. Ăn ngay nói thật a à, ngươi chuyên môn chạy đến tìm ta, chỉ sợ là vì biết cái kia gọi tần phong phàm nhân, hắn là thế nào hoàn thành nhiệm vụ đúng không? Trường 1623 trực tiếp động thủ cũng được bị mạc hư tử vạch Trần phong hành cũng không có nửa điểm ngượng ngùng, ngược lại gật đầu một cái, sư thúc nếu ngài không nói cho ta nguyên nhân. Phong hành ăn ngủ không yên. Mạc hư tử cùng bên cạnh cô tô lễ hai người đều có thể nhìn ra, phong hành tự nhiên có chính hắn ngạo khí. Thân là tu sĩ, nếu là hắn tầm thường vô vi thì cũng thôi đi nhưng hắn hết lần này tới lần khác thiên phú dị bẩm như gió dùng dạng này thiên phú dị bẩm hơn nữa đối với tu tiên rất có chấp niệm người hắn chấp nhất tại biết tần phong đến cùng như thế nào mở ra đáy biển kết giới sự tình là có thể lý giải dù sao lúc trước cho dù phong hành cũng không biết đáy biển có kết giới cũng từng nếm thử qua tiến vào đáy biển vòng xoáy nhưng mà đều không ngoại lệ đều thất bại mà những cái kia thành công tiến nhập đáy biển vòng xoáy tu sĩ, lại đều chưa từng trở về. Cho nên cho đến bây giờ, Phong Hành cũng chưa từng gặp qua đáy biển vòng xoáy phía dưới phong cảnh, thậm chí hắn đều đem cái chỗ kia coi là lịch luyện chi địa, mỗi nửa năm liền đến một lần. Thế nhưng là cuối cùng, hắn chưa từng nhìn thấy cảnh tượng lại bị một phàm nhân thấy được. Để cho hắn làm sao có thể không chấp nhất? mặc hư tử nhìn xem phong hành ánh mắt tĩnh mịch cuối cùng vẫn cười tiểu tử ngươi cũng không nghĩ một chút nhìn hắn một phàm nhân có thể lấy cái gì tiến vào đáy biển tự nhiên là bằng vận khí nhiệm vụ lệnh bài bên trong có ghi chép hắn lúc đó chính là vận khí tốt vào biển sau đó nhảy tới một cái lớn hải yêu trên lưng bởi vì hắn là phàm nhân rất dễ dàng liền ẩn giấu đi khí tức Trực tiếp liền bị đầu kia hải yêu mang vào đáy biển vòng xoáy đi. Đối với Tần Phong đã làm sự tình, Mạc Hư Tử có thể nói là hơi hợt đến không thể lại phai nhạt. Tần Phong đúng là ngồi ở đầu hổ kình trên lưng nhảy vào đáy biển vòng xoáy, nhưng mà Mạc Hư Tử không có chút nào nâng lên Tần Phong tại nhảy vào vòng xoáy phía trước. Là như thế nào dưới đáy biển tiềm hành mấy ngày, lại là như thế nào bằng vào thân phàm nhân cùng đáy biển yêu thú chém giết đối với người khác nghe tới tần phong vào biển quá trình là đơn giản như vậy chỉ có tận mắt thấy qua người mới biết quá trình kia đừng nói là phàm nhân rồi dù là là bình thường tu sĩ cũng rất khó làm đến chỉ là từ đáy biển tiềm hành điểm này liền không phải người bình thường có thể nghĩ đến tối thiểu nhất trước đây người đều không nghĩ đến nghe xong mặc hư tử giảng dài tang lập lòe trên mặt đã lóe lên vẻ khinh thường nếu không phải là chiếu cố được thân phận chỉ sợ nàng bây giờ đã cười nhạo lên tiếng quả nhiên như nàng tưởng tượng như vậy cái kia phàm nhân bất quá là vận khí tốt thôi phong hành a à, ngươi còn có cái gì vấn đề sao mặc hư tử bình chân như vậy mà sờ lấy dâu riêng dư quang nhẹ nhàng liếc nhìn phong hành Mặc dù lấy được đáp án, nhưng mà đáp án này cùng phía trước biết đến tin tức không sai biệt lắm, phong hành không thể nói là có cái gì cảm xúc, chỉ là gật đầu một cái. Xem ra hắn vận khí quả thật không tệ. Trước tiên có thể bị vô tướng tông nhìn chúng, mang tới vô tướng núi, sau đó còn có thể tay không nắm chặt tang lập lòe kiếm, bây giờ lại gặp may. Vừa vặn đụng tới minh biển cả kết giới một lần cuối cùng khiêu động vận khí có thể không tốt sao vận khí tốt là nhất thời chỉ cần ngươi tốt nhất tu luyện sau này cũng không phải dựa vào vận khí liền có thể bắt kịp mặc hư từ vỗ bả vai của hắn một cái cười nói phải biết thật muốn bàn về vận khí kỳ thực chúng ta ở đây tất cả mọi người vận khí đều so với hắn tốt hơn phong hành biết hắn nói là cái gì đúng là bọn họ trong thân thể căn này linh cốt cùng tần phong so ra chỉ cần nắm giữ linh cốt chính xác liền so với hắn vận khí tốt nghìn lần vạn lần sư thúc nói là bọn hắn lúc nói chuyện cô tô lễ cùng vẽ linh liền đứng ở bên cạnh cô tô lễ mặt mỉm cười nhưng mà ý cười lại không kịp đáy mát mà vẽ linh nhìn xem đã khôi phục sinh cơ minh biển cả có chút nhập thần không biết suy nghĩ cái gì một bên khác, Tần Phong mang theo Tiêu Hạ tại Minh Thương nội thành dạo qua một vòng, thời gian một ngày, Tần Phong đã triệt để trở thành trong thành danh nhân. Mặc dù những người khác ánh mắt nhìn hắn vẫn còn có chút quái dị, nhưng mà không giống phía trước như vậy có người nhảy ra nói năng lỗ mãng. Bởi vì còn tại trên đường cái, cho nên mua lại bánh ngọt cùng mứt quả cũng không kịp cho Tiêu Hạ ăn vô luận nàng như thế nào đi nữa cấp bách tần phong đều đè lên nàng để cho nàng trở về lại ăn cho tiêu hạ tức giận đến không biết trốn đến địa phương nào đi không chịu đi ra tần phong cũng không lo lắng ngược lại sau khi trở về chỉ cần đem mua bánh ngọt mứt quả lấy ra chính nàng liền sẽ chui ra ngoài ha ha một cái bị móc linh cốt phàm nhân cho là mình nhất thời vận khí tốt liền thật trở thành minh thương thành anh hùng Tần Phong đang định trở về, miễn cho đem Tiêu Hạ Nha đầu kia thật sự chọc tới chạy đến cắn người, chỉ nghe thấy một đạo không âm không dương âm thanh từ sau lưng vang lên. Hắn vừa quay đầu lại, chỉ thấy một cái hoa y nam tử mang theo một đám người đi lên phía trước, xem bộ dáng là hướng về phía hắn tới. Tần Phong nhìn lướt qua nam tử bên hông một khối ngọc bội, ngọc bội bị tạo hình trở thành một thanh trường kiếm bộ dáng, trên trường kiếm còn điêu khắc phức tạp phù văn. Khối ngọc bội này tính chất rất không bình thường. Nhưng cùng nam từ bên trái một khối khác ngọc bội tính chất so ra còn muốn kém hơn một kẻ. Nhưng Tần Phong liếc mắt một cái liền nhận ra khối ngọc bội này lai lịch thiên kiếm tông. Cung Cẩn sau lưng gánh vác lấy một thanh trường kiếm, trên vỏ kiếm ngoại trừ hoa lệ tô điểm, thậm chí còn có mấy đạo trận pháp ấn ký, có thể thấy được thanh kiếm này trên thân ẩn chứa năng lượng. Cầm trong tay hắn một cái quạt xếp, mang theo vẻ mặt khinh bỉ, nhìn chằm chằm Tần Phong đi lên phía trước. Người chính là Tần Phong. Tần Phong sắc mặt lãnh đạm nhìn xem hắn, không thèm để ý hắn biết rõ còn cố hỏi rõ ràng tần phong lấy mái tóc màu trắng bạc đã đã chứng minh thân phận của hắn còn hỏi lên đơn giản liền một cái nguyên nhân đến gây chuyện cung cẩn thấy hắn không đáp lời cười lạnh một tiếng đứng tại cung cẩn bên cạnh thân thanh niên nam tử vừa nhìn thấy tần phong liền phá lệ đỏ mát tần phong cũng không biết hắn đối với chính mình chỗ nào đến như vậy lớn hận ý rõ ràng tại trong ấn tượng hắn cũng không có gặp qua người này ta sư huynh nói chuyện cùng ngươi ngươi không nghe thấy điếc thanh niên ngữ khí mười phần ác liệt thoạt nhìn như là hận không thể xông lên tần phong liều mạng tần phong nhàn nhạt quét mắt nhìn hắn một cái sao cũng được người ta vì sao muốn đáp lại lớn mật thanh niên căm tức nhìn hắn người biết chúng ta là ai sao chúng ta chính là thiên kiếm tông đệ tử không nói đến tiên môn địa vị và các ngươi vô tướng tông tương xứng chỉ nói chúng ta cung sư huynh thân phận cũng không phải là như ngươi loại này phàm nhân có thể nhìn thẳng ngươi làm sao dám đối với hắn bất kính kính tần phong lông mày hơi hơi dương lên hắn là thân phận gì cùng ta có quan hệ gì ta tại sao muốn kính huống hồ người kính ta một thước ta mời người một trượng tần phong hơi hơi câu môi muốn cho ta kính ngươi phải xem ngươi trước tiên kính ta bao nhiêu ba cung cần quạt xếp bỗng nhiên khép lại khuôn mặt sắc vốn cũng không đẹp mắt như vậy khuôn mặt trong nháy mắt đen đến đáy người bây giờ là tại cùng ta nói chuyện hắn nhìn xem tần phong tựa hồ có chút không thể tin được tần phong không thèm phí lời với hắn người nếu là không muốn cùng ta nói chuyện trực tiếp động thủ cũng được